Sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Mỹ Hào tổ chức hội nghị lần thứ 15 nhằm đánh giá về công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, thảo luận các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào chủ trì hội nghị. 6 tháng qua, Thị ủy Mỹ Hào đã tập trung lãnh đạo thực hiện chủ đề công tác năm 2023 là kỷ cương, trách nhiệm, quyết liệt giải phóng mặt bằng, tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng nông thôn mới. Kết quả, tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm ước đạt gần 17.000 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2022. Thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 1.600 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Thị xã đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình đầu tư hạ tầng giao thông và đô thị. Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, công tác lao động và việc làm an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất các nhiệm vụ giải pháp trong 6 tháng cuối năm như tập trung thu hút đầu tư các dự án phát triển công nghiệp đô thị, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển thương mại dịch vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh, tăng cường công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, chú trọng phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa xã hội.